Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm. Chắc là các bạn chưa biết sản phẩm gì đúng không? Thì các bạn hãy vào xem video của mình để biết sản phẩm nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng đi bắt đầu tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu cho các bạn. Thank you.
Mình làm mình đi tôm rồi xong nha các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tôm mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tôm mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn.
Đây là miếng tôm xong nha các bạn.